uống sữa Milo có tăng chiều cao không? Nhiều người quan điểm uống sữa giúp tăng chiều cao. Tuy nhiên đây có phải là phương pháp chăm sóc tối ưu hay không vẫn còn là thắc mắc chung. Điển hình trong các sản phẩm sữa hiện nay, Milo được nhiều bạn trẻ yêu thích do hương vị hấp dẫn. Nhưng Milo thật sự có công dụng tăng chiều cao không? Trong video hôm nay của Làm Sao Để Cao sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này. Milo là sản phẩm sữa của thương hiệu Nestle với hương vị cacao thơm ngon, canxi, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, sắt, magie là những chất dinh dưỡng được tìm thấy trong Milo có khả năng hỗ trợ phát triển chiều cao. Tuy nhiên trên thực tế, hàm lượng dinh dưỡng có trong một khẩu phần sữa Milo là không nhiều. Sữa Milo được xem là thức uống dinh dưỡng, hỗ trợ và được khuyên dùng trong các bưu phụ. Dù ở bất kỳ dạng bột hay dạng sữa nước đều chứa một lượng chất béo nhất định. Uống Milo thường xuyên vô tình khiến cơ thể phải hấp thụ một lượng đường không cần thiết, có thể dẫn đến tăng cân, sâu răng, táo bón, tiêu hóa khó khăn, thậm chí là xương khớp bị ảnh hưởng xấu. Nhà sản xuất quy định sữa Milo không dành cho trẻ em dưới 2 tuổi. Độ tuổi tốt nhất để uống Milo là trên 6 tuổi, bởi lúc này hệ tiêu hóa đã ổn định và dễ dàng hấp thụ hơn, tuyệt đối không uống sữa Milo khi còn quá nhỏ để tránh tình trạng dậy thì sớm. Sữa đã qua xử lý không còn giữ được hàm lượng canxi như ban đầu. Hầu hết các dạng sữa đều mang theo một lượng chất béo nhất định. Nhiều bạn đang có cân nặng ổn định, nhưng uống sữa quá nhiều sẽ bị tăng cân nhanh, theo thời gian có thể thừa cân, béo phì. Chung quy lại, sữa là một sản phẩm hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho người uống. Bạn có thể uống sữa vào các bữa phụ để tăng cường dưỡng chất cho cơ thể. Còn nếu muốn cải thiện chiều cao nhanh chóng, bạn nên tập trung vào chế độ ăn uống đủ chất, rèn luyện cơ thể mỗi ngày, chăm sóc giấc ngủ tốt hơn, điều chỉnh tư thế đi đứng ngồi nằm đúng chuẩn, phơi nắng 10-15 phút mỗi ngày, hạn chế ăn thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt có ga, chế độ ăn uống quá ngọt hoặc quá mặn. Sử dụng thêm các sản phẩm bổ sung nếu muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Hy vọng rằng video lần này của Làm Sao Để Cao đã giúp bạn hiểu hơn về cách uống sữa phù hợp và lựa chọn được giải pháp chăm sóc sức khỏe hợp lý để cao hết tiềm năng. Đừng quên like và subscribe kênh để nhận thông báo về video mới nhất và cùng khám phá bí quyết tăng chiều cao nhé!